Hai mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh TNCT. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 3 và hôm nay thì con lên clip này để giới thiệu với tất cả cô chú anh chị, đó là một cái số phôi linh sam song hình mà con bán còn lại ha. Thì con lên lại clip và đây thì con cũng xin quay cho cô chú anh chị mình thấy cái bông của linh sam song hình ha. Đây cũng là một cây phôi và một cây phôi nó lên chỉ tàn đồ hết rồi. Và nó lên bông rất là nhiều. Sẵn có bông ở đây con quay cho cô chú anh chị mình coi luôn. Thì cái cây linh sam song hình nó cũng tương tự y gan gì luôn nha cô chú anh chị, không có khác ha, tại vì nó chung giống. Bông rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thì con xin lên lại mấy cái cây phôi mà con đã lên clip đợt trước rồi ha. Đó, nói chung là con lên rồi, bây giờ con lên lại con giao lưu lại ha. Thì cô chú anh chị mình yêu thích cây nào thì cứ alo con qua số điện thoại con để trên tiêu đề. Rồi sau đây bắt đầu con lên clip và cụ thể từng cây nha cô chú anh chị. Như trên màn hình cô chú anh chị có thể thấy đây là cây mã số 36. Cái này là mã số lộn xộn nha cô chú anh chị, không có cụ thể ha. Không có sát theo thứ tự. Rồi cây này là hoành 15. Hoành ở trên đó là 15. Hoành gốc là 23. Chiều cao là 29. Đó, cây mã số 36. Mấy cây này là con giao lưu đồng giá 150.000 một cây hết nha cô chú anh chị. Yêu thích cây nào thì cứ liên hệ con. Thấy cây nào hợp nhãn thì alo con nha cô chú anh chị ơi. Đó, cây này là mã số 32. Hoành rất là to luôn nè. Cây này là hoành 24. Chiều cao là 41. Hoành 24, chiều cao 41. Cây này là cây mã số 32. Đó, mã số 32. Mấy cây này là đồng giá là 150.000 một cây hết nha cô chú anh chị. Phôi linh sam song hình. Rồi, cây này là mã số 33. Hoành là 17, hoành 17. Chiều cao 46, hoành 17, chiều cao 46. Cái này là mã số 33. Rồi, tiếp theo cây mã số 13, cây phôi mini. Hoành là 18. Chiều cao chỉ có 29 thôi. Hoành 18, chiều cao 29. Cây này là cây mã số 13. Đó. Phôi song hình mã số 13. Giá rất là mềm. Rồi, tiếp theo một phôi dáng nghiêng. Hoành là 14. Chiều dài của từ cái thang vô cái trọng là 42. Rồi cây mã số 14 luôn nha cô chú anh chị. Dáng nghiêng nha. Nó dáng nằm bên mép sông, nghiêng ra sông. Cái này do bị nghiêng quá ghe tàu chạy không được nên ta bứng. Rồi, tiếp theo cây mã số 1. Mã số 1 hoành là 19. Chiều cao là 49. Đó, cây này mã số 1 nha cô chú anh chị. Hoành 19, chiều cao 49. Cây phôi lắc lượng rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo là cây mã số 18. Cây này là hoành 19. Hoành 19, chiều cao 53. Mã số 18, giá chỉ có 150.000 một phôi. Cô chú anh chị yêu thích thì liên hệ con. Đó, rất đẹp. Tiếp theo cây mã số 17. Cây này mini nhưng mà chi tàn đẹp. Hoành 16, chiều cao 51. Mã số 17. Đây,
đẹp nha. Tiếp theo là phôi mã số 9. Phôi mã số 9 nha cô chú anh chị. Phôi mã số 9 này là hoành 15, chiều cao 27. Phôi tàn mini. Rồi cái này là cây mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 hoành 15. Hoành 15 chiều cao 30. Mã số 10 này đế rất là đều nha cô chú anh chị. Đó. Giá chỉ 150.000 một phôi thôi. Tiếp theo cũng là một cây dáng nghiêng. Cây dáng nghiêng này là mã số 7. Hoành 14. Chiều dài của cái thang là 40. Đó, cây này mã số 7. Dáng nghiêng ha. Giá chỉ 150.000 một phôi. Tiếp theo là hoành mã số 20. Cây này là mã số 20 nha cô chú anh chị. Hoành 17. Chiều cao 55. Đó, mã số 20. Mấy cây này là đồng giá 150.000 một phôi hết. Thì cô chú anh chị yêu thích phôi nào thì cứ liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề. Và cái giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đây. Rồi còn phôi mã số 3 cũng là phôi cuối clip cô giới thiệu. Phôi này rất là cao ha. Để con đo xong con cầm của chú anh chị mình coi. Hoành 20. Chiều cao khoảng chừng 60. Chiều cao 69. Hoành 20, chiều cao 69. Cây này là cây mã số 3, cũng là cây cuối clip. Đó. Cô chú anh chị yêu thích phôi Linh Sam Song Hinh thì liên hệ con qua số điện thoại con đã trên tiêu đề. Và giá chỉ có 150.000 một phôi thôi, đồng giá hết luôn. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Chúc tất cả cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ ha. Rồi con xin mến chào ạ.